Học hỏi làm sao để được về trời dễ nhất hả chú Kiệt? Dễ ợt. Giờ con có nhiều tiền con cho hết. Thứ hai con ăn chay trường. Thứ ba con ngồi thiền đọc Phật. Một kiếp này con sẽ về trời luôn, thành Phật luôn. Chuyện quá khứ con có làm ác cái nào còn lại sám hối cũng sẽ được xá tội. Phương Hà hỏi năm nay con lên đại học, tương lai con học gì tốt nhất?